Bản tin thế giới mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay gồm có những nội dung chính như sau. Kết nạp Ukraine vào NATO, Mỹ lập tức đứng bên bờ vực chiến tranh toàn diện với Nga. Chuyên gia phân tích sự trỗi dậy mạnh mẽ của Moscow. Và sau đây là nội dung chi tiết, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kết nạp Ukraine vào NATO, Mỹ lập tức đứng bên bờ vực chiến tranh toàn diện với Nga. Nga coi việc ngăn chặn Ukraine và Georgia gia nhập NATO là lợi ích chiến lược cốt lõi của mình và sẽ làm mọi cách để đạt được mục tiêu này. Tuyên bố cực kỳ nguy hiểm của ông chủ Lầu Năm Góc. Trong chuyến công du tới châu Âu tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã nói rằng Ukraine và Georgia vẫn có cánh cửa rộng mở để gia nhập NATO và không nước thứ ba nào có quyền phủ quyết đối với các quyết định thành viên của NATO. Bởi vì cả hai quốc gia đều đang là đối tượng có thể bị Nga tấn công, nên việc cảm thông cho Ukraine và Georgia là điều dễ hiểu. Nhưng đề nghị họ trở thành thành viên NATO là một chính sách cực kỳ nguy hiểm và phản tác dụng, không phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ. Thay vì góp phần tăng cường an ninh cho người dân Mỹ như mong đợi, việc mở rộng NATO chỉ làm tăng nguy cơ Mỹ bị lôi kéo vào một cuộc chiến với Nga. Thực tế, càng tiến gần tới quá trình trao quy chế thành viên NATO cho Ukraine và Georgia thì càng có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc xung đột NATO-Nga trên quy mô lớn. Nếu một cuộc tấn công xảy ra sau khi Ukraine hoặc Georgia chính thức gia nhập liên minh, điều 5 của NATO sẽ yêu cầu Mỹ can thiệp quân sự một cách hợp pháp. Một kịch bản như vậy có thể nhanh chóng leo thang lên cấp độ chiến tranh hạt nhân, nên vấn đề cấp bách là phải đánh giá một cách trung thực những hậu quả tàn khốc sẽ xảy ra nếu mở rộng NATO. Lằn ranh đỏ không thể vượt qua. Thật không may, tuyên bố của ông Austin chỉ là ví dụ mới nhất về việc các nhà hoạch định chính sách của Mỹ không chấp nhận thực tế địa chính trị ở Đông Âu. Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Bruxelles năm 2008 là một bước ngoặt quan trọng đối với an ninh châu Âu. Tại đây, NATO phát đi thông báo chính thức rằng Ukraine và Georgia cuối cùng sẽ trở thành thành viên của liên minh. Đáp lại, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với các phóng viên, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn việc Ukraine và Georgia gia nhập NATO, cũng như tránh làm trầm trọng thêm mối quan hệ của chúng tôi với cả liên minh và các nước láng giềng. Một vị tướng Nga thậm chí còn tuyên bố, Moscow sẽ có hành động rõ ràng nhằm vào bảo vệ các lợi ích của mình dọc biên giới, và đó không chỉ là biện pháp quân sự. Nói cách khác, Nga coi một trong hai nước gia nhập NATO sẽ vượt qua ranh giới đỏ và Moscow sẵn sàng sử dụng mọi khía cạnh sức mạnh, gồm cả can thiệp quân sự để thực thi ranh giới đỏ đó. Nga đã nói là làm. Năm 2008, nước này tiến hành cuộc chiến kéo dài 5 ngày với Georgia và thiết lập quyền kiểm soát đối với các khu vực ly khai Abkhazia và Nam Ossetia. Năm 2014, Nga sáp nhập bán đảo Crimea và hỗ trợ quân sự cho phe ly khai thân Moscow ở miền đông Ukraine. Moscow đã thiết lập một cách hiệu quả các vùng đệm ở cả hai quốc gia, ngăn cách biên giới Nga với các chính phủ được phương Tây hậu thuẫn. Họ cũng đã khéo léo đảm bảo rằng cả hai cuộc xung đột vẫn bị đóng băng, đồng thời đe dọa sẵn sàng leo thang hơn nữa để ngăn chặn khả năng gia nhập NATO của hai nước. Người Mỹ chỉ cần nhìn vào lịch sử để hiểu tại sao Nga lại hành động theo cách này. Mỹ đưa ra học thuyết Monroe. Vào đầu những năm 1800, tuyên bố bất kỳ sự can thiệp nào của các cường quốc châu Âu ở Tây Bán Cầu sẽ bị coi là hành động thù địch đối với Washington. Vào cuối thế kỷ 19, Mỹ đã thành công trong việc đánh bật tất cả các cường quốc khác và tự khẳng định mình là bá chủ khu vực của tân thế giới. Khi Liên Xô thách thức vị trí của Mỹ vào năm 1962 bằng cách triển khai các khí tải quân sự cách bờ biển Florida 90 dặm, thế giới đã đứng bên bờ vực của cuộc chiến tranh hạt nhân. Nếu Mỹ đã không dung thứ cho những hành vi như vậy, tại sao chính quyền Biden lại tin rằng việc mở rộng NATO và kéo theo sự hiện diện của quân đội Mỹ ở biên giới của Nga sẽ bị Moscow coi là điều tốt lành? Moscow coi việc ngăn chặn Ukraine và Georgia gia nhập NATO là lợi ích chiến lược cốt lõi của mình. Như vậy, Nga sẽ làm mọi cách để đạt được mục tiêu này. Chính quyền Biden có dám mạo hiểm phát động chiến tranh thế giới thứ ba để bảo vệ hai quốc gia có rất ít ý nghĩa về mặt địa chính trị hay không? Khi chuyển trọng tâm sang đối phó với mối đe dọa chiến lược lớn hơn từ Trung Quốc, sẽ khôn ngoan hơn nếu các nhà hoạch định chính sách của Mỹ tìm kiếm sự hòa hoãn với Nga. Một nỗ lực như vậy nên bắt đầu bằng việc loại bỏ tư cách thành viên NATO của Ukraine và Georgia. Chuyên gia phân tích sự trỗi dậy mạnh mẽ của Moscow. Theo CNN, các nước phương Tây với phản ứng khá chậm chạp trước sự ảnh hưởng của Nga và không muốn hiểu ý đồ của ông Putin đã cho phép Moscow ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.
CNN dẫn lời cựu tư lệnh các lực lượng phòng thủ Estonia, tướng Rivo Terat, người đã so sánh nhà lãnh đạo Nga với một chiến binh đường phố. Mỗi khi có cơ hội, ông ấy đều nắm lấy, phương Tây đang cố gắng trượt băng, trong khi chính ông Putin đang chơi khúc côn cầu, ông Terat nói. Các phân tích lưu ý rằng, một lần nữa Tổng thống Putin tỏ ra vững tin vào sức mạnh của mình trong cuộc khủng hoảng khí đốt ở châu Âu, khi giá khí đốt tự nhiên vọt lên cao kỷ lục, khủng hoảng năng lượng bộc lộ rõ thứ vũ khí cực kỳ lợi hại giúp Nga giành lợi thế đáng kể trong quan hệ với Liên minh châu Âu-EU. Điện Kremlin dường như không còn tìm kiếm sự chấp thuận từ phương Tây, điều đã cho phép sự gia tăng tính hiếu chiến của Moscow. Bình luận viên Luke Mackey của CNN nhận định, trong khi đó, ông Oles Invartov, chuyên gia tại Trung tâm Chính sách Đương đại có trụ sở ở Moscow chỉ ra rằng châu Âu và phương Tây cần phải suy nghĩ lại về chính sách của họ trong nhiều lĩnh vực, từ năng lượng và sự can thiệp nước ngoài cho đến xây dựng nhà nước. 10 năm trước, lập luận này mang tính phòng thủ nhiều hơn bởi Điện Kremlin muốn bảo vệ mình khỏi những lời chỉ trích từ phía các chính phủ phương Tây hoặc các tổ chức phi chính phủ. Nhưng bây giờ Nga có thể xác nhận rằng chính sách của phương Tây đã thất bại ở Libya, Syria và mới đây nhất là ở Afghanistan, chứng tỏ cách tiếp cận của Nga thực sự đúng đắn, chuyên gia Nga giải thích. Ngoài ra, theo ông Sikert Giles, chuyên gia cao cấp về chương trình nghiên cứu Nga và Á-Âu tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Hoàng gia Anh, Nga đang trở nên cởi mở và thẳng thắn hơn. Khi Moscow sử dụng cuộc khủng hoảng khí đốt ở châu Âu để đảm bảo chứng nhận cho đường ống dẫn khí Nord Stream 2, dòng chảy phương Bắc 2, hoặc khi nước này cắt đứt mọi quan hệ còn lại với tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, điều này được thực hiện một cách công khai và Moscow không còn giả vờ tìm kiếm mối quan hệ tốt đẹp với phương Tây nữa. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin ra điều kiện để Moscow hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng chưa từng có ở châu Âu, nói rằng quốc gia của ông có thể tăng nguồn cung khí đốt ngay khi Đức cấp giấy phép cho Nord Stream 2. Ông Putin khẳng định tập đoàn năng lượng Gazprom có thể cung cấp thêm 17,5 tỷ mét khối khí đốt thông qua hệ thống ống dẫn Nord Stream 2 vào ngày kia nếu dự án này được cấp với giấy phép vào ngày mai. Theo Financial Times, con số này tương đương với 10% lượng khí đốt được Nga cung cấp cho châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2020. Đồng nghĩa, châu Âu sẽ được gia tăng nguồn cung đáng kể giữa lúc giá khí đốt liên tục thiết lập kỷ lục trong khu vực. Đích của Nga khi kết thân với Taliban nhưng không công nhận lực lượng này, tổ chức hội nghị quốc tế đầu tiên tiến hành hàng loạt cuộc trao đổi cũng như thúc đẩy quan hệ thân thiện với Taliban, Nga gần như đã làm tất cả để cho Taliban tính hợp pháp nhưng vẫn không công nhận lực lượng này. Hội nghị quốc tế đầu tiên của Taliban, các đại diện của Taliban đã tham dự hội nghị quốc tế đầu tiên kể từ khi nắm quyền ở Afghanistan hồi tháng 8. Đây là sự kiện tại Moscow, tập trung các quan chức cấp cao từ Nga, Trung Quốc và các quốc gia khác. Taliban hiện đang đối mặt với sức ép thành lập một chính phủ bao trùm hơn và theo đuổi chính sách thân thiện với các nước láng giềng của Afghanistan. Trong một thông báo được đưa ra sau các cuộc trao đổi ngày 20 tháng 10, các bên tham gia đã thể hiện mối lo ngại về những hành động của các tổ chức khủng bố tại Afghanistan và kêu gọi thiết lập sự hợp tác với quốc gia này, bất kể cộng đồng quốc tế có công nhận Taliban là chính phủ mới của Afghanistan hay không. Sự hợp tác thực tế với Afghanistan phải được xây dựng dựa trên thực tế mới, đó là Taliban đã nắm quyền kiểm soát đất nước này. Thông báo trên cho hay, những bên tham gia hội nghị gồm cả các quan chức cấp cao từ Pakistan, Iran, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan đã hối thúc cộng đồng quốc tế tập trung nỗ lực cung cấp hỗ trợ nhân đạo và hỗ trợ kinh tế khẩn cấp cho Afghanistan. Amirkhan Mutaqi, ngoại trưởng lâm thời của Afghanistan cho biết, Taliban cam kết xây dựng một chính phủ bao trùm và điều này sẽ trở nên rõ ràng hơn trong tương lai gần. Những cải cách đang diễn ra, sự thay đổi sẽ xuất hiện trong chính quyền này. Ông Mutaqi thông tin với báo giới sau cuộc trao đổi. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định với những bên tham gia hội nghị rằng Moscow thừa nhận Taliban đang nỗ lực ổn định tình hình đất nước và hài lòng với mức độ hợp tác thực tế với các nhà chức trách Afghanistan, điều sẽ đảm bảo an ninh của công dân Nga sinh sống tại Afghanistan cũng như hoạt động của Đại sứ quán Nga và Đại sứ quán của những nước khác tại Kabul. Hãng thông tấn Nga Interfax cho hay, Nga đang nỗ lực cân bằng quan hệ với Taliban thông qua việc duy trì quan hệ tốt đẹp với chính quyền mới ở Kabul, đồng thời ngăn dòng người tị nạn tràn sang biên giới và phong trào Hồi giáo cực đoan giành được ưu thế tại Afghanistan. Cho Taliban tính hợp pháp nhưng không cho sự công nhận. Các nhà phân tích đánh giá, kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan giữa bối cảnh Mỹ rút quân trong hỗn loạn, việc tiến hành một chiến lược hợp tác với giới lãnh đạo mới ở Kabul đã trở thành ưu tiên ngày càng gia tăng với Điện Kremlin khi Nga cố gắng duy trì ổn định chính trị tại quốc gia Tây Nam Á này. Hành động cân bằng này diễn ra theo nhiều hình thức khác nhau, không giống như nhiều nước phương Tây khác. Đại sứ Nga đã nhanh chóng gặp các đại diện Taliban vài ngày sau khi họ nắm quyền. Nga vẫn duy trì đại sứ quán ở Kabul, Moscow
cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt đóng băng hơn 9 tỷ USD dự trữ của Afghanistan trong các tài khoản nước ngoài và tài trợ cho những nỗ lực cứu trợ nhân đạo. Trên thực tế, Nga chính thức đưa Taliban vào danh sách khủng bố, nhưng vẫn mời họ tới cuộc trao đổi ngày 20 tháng 10, một sự kiện còn có sự tham gia của cả Ấn Độ, Pakistan, Iran và Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này không tham gia hội nghị trên vì những lý do riêng. Những gì Nga muốn thể hiện là duy trì quan hệ vững chắc với chính quyền mới ở Afghanistan. Shamil Rahmani, một học giả tại Viện Các Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh, một think tank về an ninh và quốc phòng có trụ sở tại London cho hay, đây là một cách nhằm chiều lòng Taliban, cho họ tính hợp pháp nhưng không cho họ sự công nhận. Ông Rahmani cũng đánh giá, Nga muốn trở thành một nhà trung gian hòa giải hiệu quả giữa Taliban và các lực lượng đối lập ở Afghanistan cũng như các quốc gia khác, đồng thời ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan tại những khu vực ảnh hưởng truyền thống của Moscow. Các cuộc tiếp xúc trực tiếp nhằm hướng đến việc hiểu rõ hơn về những điều đang xảy ra ở đất nước này, các ý định của Taliban cũng như những kế hoạch của họ về trung và dài hạn. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, mối lo ngại chính của Nga hiện nay vẫn là ngăn Afghanistan trở thành căn cứ của các nhóm khủng bố. Từ quan điểm của Nga, Taliban giống như đang trong thời gian tập sự. Họ được trao cho cơ hội để giải quyết các vấn đề Afghanistan, hoàn thành các cam kết của mình và ngăn chặn các nhóm khủng bố. Andrei Kazantsev, chuyên gia về Afghanistan và Trung Á tại Viện Quan hệ Quốc tế Moscow cho hay, trong buổi khai mạc cuộc họp ngày 20 tháng 10, Ngoại trưởng Lavrov nhận định Moscow đang kêu gọi Taliban không sử dụng lãnh thổ Afghanistan như một bàn đạp cho các hành động tấn công các nước láng giềng. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin, ông Mustaqi khẳng định Taliban sẽ tuân thủ các cam kết để Afghanistan không trở thành khu vực gây ra mối đe dọa cho các nước khác. Trước đó, Tổng thống Putin cho rằng, mặc dù cần có sự trao đổi với Taliban, nhưng Nga không vội công nhận chính quyền mới ở Afghanistan. Nhà lãnh đạo này cũng nhận định, mục tiêu chính của Moscow là đưa tình hình chính trị và kinh tế ở Afghanistan trở lại bình thường, cũng như hạn chế những bất ổn ở biên giới. Điện Kremlin cũng đặc biệt quan tâm đến những tác động với Tajikistan, quốc gia chia sẻ gần 1.500 km biên giới với Afghanistan. Mối quan hệ giữa hai quốc gia này nhanh chóng xấu đi kể từ khi Taliban nắm quyền. Hiện có hơn 15.000 người Afghanistan tị nạn ở Tajikistan với khoảng 500 đến 600 người muốn vượt biên mỗi ngày. Nga cũng lo ngại dòng người tị nạn tràn sang các nước Trung Á có thể tạo nên vỏ bọc cho các nhóm phiến quân Hồi giáo thâm nhập vào các quốc gia này. Bất kể ý định là gì, chiến thắng của Taliban đã trở thành cảm hứng lớn cho các nhóm Hồi giáo cực đoan khác ở Afghanistan. Ông Kazantsev nhận định, sau khi Taliban nắm quyền, Moscow đã tổ chức tập trận quân sự ở Tajikistan và tăng cường lực lượng tại căn cứ quân sự thứ 201 ở đây. Theo TASS, đây là cơ sở quân sự lớn nhất của Nga bên ngoài biên giới. Liên minh an ninh do Nga dẫn đầu gồm Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan hiện cũng đang tập trận ở Tajikistan gần biên giới với Afghanistan. Dân Nhật hô hào lập tuyến đường biển đẫm máu, Nga và Trung Quốc chui vào đó là bắn luôn. Không thể để Nga cho rằng không ai dám trừng trị họ. Người dùng có nick là Hack bày tỏ ý kiến. Theo Sputnik, độc giả báo Asahi của Nhật Bản đã ra sức phản ứng trước việc phân đội tàu chiến Nga-Trung Quốc đi qua eo biển quốc tế Tsugaru thông ra Thái Bình Dương ngày 18 tháng 10. Họ bày tỏ ý kiến của mình trong các bình luận dưới bài báo, phải biến eo biển đó thành một tuyến đường biển đẫm máu. Không thể để Nga cho rằng không ai dám trừng trị họ. Người dùng có nick là Hack bày tỏ ý kiến. Một tài khoản khác có tên MLB tuyên bố việc phân đội tàu chiến Nga-Trung Quốc đi qua eo biển Tsugaru ngay trong lòng Nhật Bản còn nguy hiểm hơn tên lửa của Triều Tiên. Cần di chuyển ngay các khẩu đội tên lửa chống hạm đến gần eo biển Tsugaru. Nga và Trung Quốc chui vào đó lần nữa là bắn luôn. Như thế vừa tự mình chỉnh súng, vừa dạy cho họ biết phải dè chừng. Trong khi đó, người dùng Joe bày tỏ lo ngại rằng nếu muốn, Nga và Trung Quốc có thể chiếm được đảo Hokkaido và toàn bộ miền Bắc Nhật Bản trong nháy mắt. Nếu Nga và Trung Quốc kết thành liên minh quân sự thực sự thì họ sẽ làm chủ thế giới. Cuộc tập trận tương tác hải quân Nga-Trung 2021 đã diễn ra trên biển Nhật Bản từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 10. Trong quá trình tập trận, tàu chiến của hai nước đã thực hiện các bài diễn tập chiến thuật chung, rà phá min, tiến hành bắn pháo, truy tìm và ngăn chặn tàu ngầm mô phỏng của đối phương. Hôm 18 tháng 10, Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết, chính phủ Nhật Bản đã theo dõi chặt chẽ hoạt động của các tàu chiến Nga và Trung Quốc trong cuộc tập trận hải quân chung. Ngày 18 tháng 10, chúng tôi ghi nhận có 10 con tàu của Trung Quốc và Nga cùng đi qua eo biển Tsugaru theo hướng từ biển Nhật Bản ra Thái Bình Dương. Trong số đó có 5 con tàu của Nga và 5 tàu Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên ghi nhận hoạt động như vậy. Ông nhấn mạnh, ông Ishizaki lưu ý rằng nhà chức trách Nhật Bản sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ hành động của các tàu Nga và Trung Quốc. Thời gian gần đây, căng thẳng giữa Tokyo và Moscow đã gia tăng sau khi tân thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố rằng chủ quyền của Tokyo mở rộng đến các đảo thuộc quần đảo Nam Kuril, Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc. Đây là khu vực tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản suốt hàng chục năm qua. Chủ quyền của đất nước chúng ta mở rộng đến các vùng lãnh thổ
phía Bắc, cách gọi quần đảo Nam Kuril ở Nhật Bản. Chúng ta phải giải quyết vấn đề này, chứ không nên để nó lại cho các thế hệ tương lai. Chính phủ chủ trương ký kết hiệp ước hòa bình với Nga sau khi giải quyết vấn đề liên quan đến quyền sở hữu các đảo này, ông Kishida nêu quan điểm. Thủ tướng Nhật đồng thời lưu ý rằng ông quyết tâm đàm phán với Moscow về vấn đề này dựa trên tất cả các thỏa thuận trước đó. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng sau khi trang Yahoo News Japan đăng tải bình luận của công dân Nhật Bản yêu cầu Nga trả lại quần đảo Nam Kuril ngay lập tức cho Nhật Bản và buộc trục xuất toàn bộ người Nga khỏi lãnh thổ này. Về phần mình, truyền thông Nga cho rằng Tokyo đang tiến hành tuyên truyền có chủ đích, mặc dù hầu hết người dân Nhật Bản nhận thấy rằng việc đối đầu với Nga hơn nữa có thể dẫn đến những hậu quả rất tiêu cực. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Moscow không đồng ý với tuyên bố của ông Kishida và nhấn mạnh rằng quần đảo Kuril là lãnh thổ của Liên bang Nga.